Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 283 anh em nhé. Vị công chúa điện hạ này sau khi nói xong liền mang theo một đám người trẻ tuổi xoay người đi, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt của Vũ Hạo như là đang nghĩ tới cái gì đó. Bố bối thấp giọng sẽ nói, nhìn ra điều gì không? Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, đây chỉ cảm thấy được dù tham gia trường đại tái này, thế nhưng nàng cũng không phải là người dự thi, giống như không cần phải đề phòng vị công chúa điện hạ nổi tiếng này. Hai chữ nổi tiếng này dùng ở trên người của Hứa Kiều Kiều thì đối không quá phận. Ở Tinh La Đế Quốc nàng nổi tiếng là nhân vật có thực quyền, hơn nữa cũng cực kỳ đẹp, rất được người ở trong nước yêu mến. Bối bối khẽ vuốt cằm rồi nói, chúng ta rất là lấy bất biến ứng vạn biến đi, vô luận vị công chúa Kiều Kiều này có mục đích gì cũng sẽ không phải là đối địch của chúng ta chứ. Vũ Hạo nói, đại sư huynh còn nhớ rõ lần trước đệ đang nói chuyện với mình Đức Đường bị bản thể tông đánh lén hay không? Bối bối sửng sốt, ý của đệ là cùng nàng có liên quan. Vũ Hạo hai mắt híp lại rồi nói, đệ cũng không thể xác định, thế nhưng phôi thay hồn thú 10 vạn năm kia cũng được đấu giá ở Tinh La Thành. Sau này trên đại lục đồn đại có người chịu xuất ra một ức kim hồn tệ ban bố nhiệm vụ muốn có cái phôi thay này. Các con số thiên văn như vậy không phải ai cũng xuất ra được. Tin tưởng Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có phát hiện, vô luận là trực tiếp hay là gián tiếp, chuyên bàn thể tùng đánh lén mình Đức Đường ít nhất cũng cầu mối Tinh La Đế Quốc có phần không thể nào không khai mà quan hệ. Hoa Thế Đầu thấp giọng sẽ nói, không biết lần này bản thể tông có đến đây dự thi hay không, bọn họ luôn luôn thần bí, lần này cũng chờ phép tông môn tham chiến, mục tiêu của Nhật Nguyệt Đế Quốc không phải là muốn đối địch với bọn họ chứ. Từ Tam Thạch lúc này hừ một tiếng sẽ nói, đừng đem Nhật Nguyệt Đế Quốc nghĩ đơn giản như vậy, toàn bộ đại lục cả cấp hồn sư tinh anh đại tái là cuộc thi nổi tiếng ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể nào dùng một kỳ đại tái như vậy, lập với mục đích ra chỉ nhằm vào bản thể tông, tầm nhìn của họ không ngắn như vậy đâu. Có điều, ôm cỏ đánh thỏ, một ít đối địch tất nhiên là vẫn có, bản thể tông nếu như không đến, giống như là sợ bọn họ vậy, tao đoán chừng vẫn có khả năng tới đây tham dự. Tiêu Tiêu sắc mặt biến hóa rồi nói, nếu bản thể tông đến đây đối với chúng ta cũng uy hiếp không nhỏ. Giang Nam Nam nói, không chỉ là bản thể tông, tông môn lãnh đời trên đại lục rất nhiều, không thiếu cường giả, lần đại tái này thật sự là sẽ giống như đại sư huynh nói, tiến một bước nhìn một bước thôi, chúng ta cứ bình tĩnh một chút. Bối bối nói, nếu như thế Vũ Hạo, nếu như không cần thiết đệ tạm thời không nên ra thi đấu. Vũ Hạo khẽ nhíu mày rồi nói, đại sư huynh, ý nghĩ của đệ thì ngược lại, đệ hy vọng trong mỗi trận đấu đệ cũng là người thi đấu đầu tiên. Sao? Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc, Vương Đông Nhi thậm chí là phát ra giọng nữ ở trong Trang Nam. Bối bối lông mày cau chặt, Vũ Hạo đệ. Vũ Hạo khẽ mỉm cười rồi nói, mọi người đừng vội, hãy nghe ta nói đã. Áp lực càng mạnh mới có thể kích thích ra tiềm năng của bản thân ta tốt nhất. Để dung hợp cực hạn bằng thiên địa nguyên lực trong cơ thể, chỉ dựa vào mỗi ngày tu luyện thì dung hợp như thế nào bây giờ? Phải mất 2-3 năm, nhưng nếu như tiến hành ở trong chiến đấu liên miên, ta tin tưởng tốc độ dung hợp sẽ mau hơn rất nhiều. Đại tái không phải là thời cơ tốt nhất sao? Các người yên tâm đi, chỉ cần ta hết sức lực sẽ tự động nhận thua. Lấy tu vi hiện tại của ta, thắng một trận cũng khó khăn lắm sao? Từ Tâm Thạch mỉm cười rồi nói, Vũ Hạo, đây cũng không thể nói như vậy, đây là vũ khí bí mật của chúng ta, vũ khí bí mật đấu trận đầu tiên lỡ che giấu không tốt thì sao? Vũ Hạo cười hăng hắc rồi nói, luôn luôn sẽ là một chôn giấu giếm, hồn kỹ linh mâu của ta muốn nhìn thấu được cũng không dễ dàng gì. Vương Đông Nhi trầm giọng nói, không được, huynh không thể nào dự thi, càng không thể đấu trận đầu, cho dù linh mâu của huynh đã cường thịnh trở lại, thế nhưng mà do nguyên nhân thân thể, huynh căn bản là không có biện pháp di động né tránh. Người ta công kích từ xa huynh sẽ như thế nào? Bản thân huynh cũng mới thiếu năng lực công kích từ xa, không có sự phối hợp của toàn bộ cơ thể, cũng không có cách nào sử dụng hồn đạo khí, quá nguy hiểm. Không có ai hiểu rõ Vũ Hạo hơn so với nàng. Vũ Hạo nói, cái này không là vấn đề, huynh tự có biện pháp, nếu không thì như vậy đi, trận đầu tiên của vòng loại cứ để cho huynh thi đấu trước, mọi người cứ xem, nếu như không được sau này huynh cũng không làm người đầu tiên thi đấu nữa. Hơn nữa huynh đảm bảo nhiều nhất là đánh bại 3 người sẽ đi xuống, như vậy là có thể chưa? Bối bối nhìn về phía Vương Đông Nhi, trong trận này hắn nhất định là phải được sự đồng ý của Vương Đông Nhi mới được. Vương Đông Nhi sau khi tự hỏi một chút khẽ gật đầu rồi nói, vậy cũng được, trận đầu sẽ cho huynh thử một chút. Thế nhưng mà cho dù như thế nào, huynh nhất định phải lấy sự an toàn của bản thân làm trọng, vì mọi người cũng vì muội. Vũ Hạo kéo bàn tay nhỏ bé của nàng mỉm cười rồi nói, yên tâm đi, làm sao huynh đành lòng chết đi được, bộ dáng hiện tại của huynh cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Khụ khụ, Từ Tâm Thạch ở một bên ho khan hai tiếng, hai người các ngươi có thể ở tình huống như vậy kìm lòng một chút được không? Đây không phải là náo động người sao? Hơn nữa Vương Đông Nhi bây giờ là Vương Đông, các ngươi cứ như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác hiểu lầm hai người các ngươi là cái thứ đó? Vũ Hạo cùng với Vương Đông Nhi cũng sửng sốt, quả như một số đội ngũ đang nghỉ ngơi gần đó, ánh mắt của bọn họ đều có một chút quái dị. Vương Đông Nhi tay của mình ra khỏi tay của Vũ Hạo, chú ý ngôn từ của nàng, tại sao còn chưa cho chúng ta đi ghi danh? Hiệu suất của bọn hắn thật là quá kém.
Sự lên khăng thất quái so sánh với 5 năm trước, thân hình cũng có biến hóa không nhỏ. Cho dù là những người đã tham gia kỳ đại tái trước, cũng rất khó để nhận ra được bọn họ. Dù sao ở kỳ phát dục của thiếu niên thanh niên, biến hóa thật sự là quá lớn. Nhất là Vũ Hạo Vương Đông Nhi cùng với Tiêu Tiêu, khi mà bọn họ tham gia kỳ đại tái trước vẫn chưa tới 13 tuổi, thế nhưng bây giờ đã 17 tuổi, Tiêu Tiêu đã trổ má thành một đại mỹ nữ. Vũ Hạo mặc dù ngồi trên xe lăn thế nhưng cũng rất là cao lớn, so sánh với 5 năm trước cả thấy cao hơn 2 cái đầu. Nếu không giống như công chúa kiểu kiểu chú ý bọn họ như vậy, rất khó nhận ra được. Vì vậy bọn họ ở chỗ này chờ đợi thời gian mặc dù là không ngắn, cũng không có ai quen thuộc đi tới chào hỏi nữa. Thế nhưng Vũ Hạo thông qua quan sát thấy được mấy chiến đội quen thuộc, dĩ nhiên hắn cũng chỉ biết đầu lĩnh của đối phương. Những đội viên này quả nhiên cũng đã chuẩn bị đội viên của kỳ đại tái trước, thế nhưng bọn hắn làm sao có thể chú ý nhiều như vậy được, cũng đã quá sớm quên rồi. 5 năm biến hóa không chỉ có bọn họ, cũng là người trẻ tuổi, người ta biến hóa cũng không nhỏ đâu. Mọi người đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc thì cũng có nhân viên phục vụ của tiểu điếm tới đây hướng dẫn bọn họ đi tiến hành ghi danh. Địa phương ghi danh ở ngay giữa đại đường của tiểu điếm, một cái bàn dài hướng về hàng ngang, đối diện hướng cửa lớn, tổng cộng có 10 người chịu trách nhiệm tiến hành ghi danh. Bên cạnh còn có một dãy bàn trống không được đặt chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của nhân vật phục vụ, trước tiên bọn họ phải điều vào trong bảng mới được. Nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho người có nét chữ xinh đẹp nhất, Bối Bối. Khi mà cầm tấm bảng lên, Bối Bối đã hiểu vì sao phải chờ lâu như vậy. Có rất nhiều thứ phải điền vào, chính tuyến đội viên, chuẩn bị đội viên, thông tin cặn kẽ của mỗi người đều phải điền vào, tên họ, tuổi số, tông môn. Chỉ là điền bề ngoài cũng tổng hơn là 10 phút đồng hồ. Sau khi điền xong bảng, trước khi ghi danh, mỗi người còn phải tiến hành chụp hình. Máy chụp hình là một loại phụ trợ hồn đạo khí đặc thù, có thể ghi chép dáng vẻ bên ngoài của mỗi người. Sau khi chụp xong sẽ trực tiếp khắc ở trên bảng biểu, hiện ra đầy đủ việc Nhật Nguyệt Đế Quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện đã vượt lên trên địa vị đứng đầu. Chụp ảnh xong còn phải tiến hành kiểm tra thân thể. Chuyện này chủ yếu là vì muốn xác nhận tuổi thọ của đội viên dự thi đúng là dưới 20 tuổi. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, mọi người đi vào bên trong một cái căn phòng lớn ở tầng 1 của tiểu điếm. Bên trong đã có người đang xếp hàng. Đường môn mọi người coi như là đơn giản một chút, dù sao chuẩn bị đội viên của bọn họ chỉ có một mình Nana. Bởi vì quá tuổi, Quý Thật Trần cùng với Kinh Tử Yên cũng không có cách nào làm chuẩn bị đội viên đi dự thi. Đối với mấy khảo nghiệm thân thể, Vũ Hạo không xa lạ chút nào, chẳng qua chẳng có một chút bất đắc sĩ khi mà nghĩ đến lấy thân thể trạng thái của mình lúc này khi tiến hành thể chắc sẽ ra kết quả như thế nào đây. Lúc sắp đến lượt bọn họ, trong lúc bất chợt, Vũ Hạo cảm thấy một trận tim đập nhanh, một cảm giác kỳ dị dẫn dắt sang ánh mắt của hắn nhìn lại về hướng bên trong góc phòng. Khi mà ánh mắt của hắn rơi vào trên người của một người cũng không di chuyển nữa. Tiểu Nhã lão sư, Vũ Hạo thất thanh kêu to, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đang thể chắc ở bên trong phòng. Nghe được một tiếng gọi này của Vũ Hạo, thân thể của Bối Bối cũng kịch liệt run rẩy. Sau đó ánh mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Vũ Hạo. Trong góc phòng thể trác, một thiếu nữ đang đứng đó, vóc người thon dài, nàng vẫn tuyệt mỹ, nhìn qua cao lớn hơn một chút so với mấy năm trước, thế nhưng trên khuôn mặt đẹp lại có vẻ tái nhợt, một đôi mắt to trước đây hết sức và linh động dường như biến sắc, trong đồng tử xinh đẹp có nhiều hơn một màu ánh lam sắc, đứng ở nơi đó giống như là sáp nhập vào bên trong bóng tối vậy. Nếu không phải Vũ Hạo cảm giác cực kỳ cường đại, thậm chí cũng không thể nào phát hiện ra ở trong bóng tối đó còn có một người đang đứng. Đúng vậy, nàng chính là Đường Nhã. So sánh với lúc mất tích mấy năm trước, dáng ngoài của Đường Nhã biến hóa cũng không quá lớn. Lúc mà Bối Bối gặp được nàng, cả người trong nháy mắt đó đã cứng ngắc lại, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí phải nắm được vào chiếc ghế dựa trên xe lăn của Vũ Hạo mới có thể đứng vững thân hình. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, chỉ có những người quen thuộc nhất bên cạnh hắn mới biết được những năm nay Bối Bối tìm kiếm Tiểu Nhã gian khổ cỡ nào. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ ở toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại tá lần này bên trong phòng thể chắc lần nữa thấy được nàng. Lúc này tâm tình kích động của Vũ Hạo cũng không ít hơn bao nhiêu so với Bối Bối. Đối với hắn, Đường Nhã cùng với Bối Bối đều có ơn tái tạo, hơn nữa Đường Nhã mới là môn chủ chân chính của đường môn. Sau khi đường môn được thành lập, Bối Bối đã nói rõ hắn chỉ là môn chủ thay thế, chờ Tiểu Nhã trở lại môn chủ sẽ là nàng. Chuyện này cũng nhận được sự đồng ý của mọi người. Giờ này khắc này ở chỗ này gặp lại được Đường Nhã, tâm tình của bọn họ có thể nghĩ được. Ánh mắt của Đường Nhã cũng nhìn sáng bên này. Đầu tiên là nàng thấy được Vũ Hạo ngang ngồi ở trên xe lăn, sau đó thấy được Bối Bối. Nàng giống như có một chút thất thần, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, làm cho người ta có cảm giác giống như là mất đi linh hồn vậy. Ngay lúc này Bối Bối động, lúc này hắn giống như là một ngọn gió, nhanh như điện xông về phía Đường Nhã. Mấy năm rồi, không lâu sau khi mà chấm dứt kỳ đại tái trước, Tiểu Nhã đã mất tích, cho đến ngày hôm nay đã gần 5 năm rồi. Từ thiếu niên biến thành thanh niên, thiếu nữ cũng đã trưởng thành. Gặp lại Đường Nhã, Bối Bối chỉ cả
cảm giác tim của mình dường như là cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng của hắn chỉ có vô tận yêu say đắm đối với Tiểu Nhã. Giờ này khắc này hắn không còn vẻ tỉnh táo thường ngày, ở trong lòng của hắn cũng chỉ có Đường Nhã. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đến trước mặt của Đường Nhã, hai tay dùng sức nắm chặt bờ vai của nàng, run giọng rồi nói: "Tiểu Nhã muội, những năm này rốt cuộc muội đã đi đâu vậy? Muội có biết không, huynh đi tìm muội biết bao nhiêu gian khổ." Đường Nhã bị hắn nắm chặt tay, cả người vẫn như cũ có một chút dại ra, tùy ý hắn đung đưa thân thể mềm mại của mình. Ngay lúc này, Vô Hạo đột nhiên cảm thấy có một chút không đúng, lớn tiếng quát: "Đại sư huynh, cẩn thận!" Bố bối nghe được âm thanh của Vô Hạo, nếu như đổi lại là lúc bình thường, trước tiên hắn nhất định sẽ chú ý xung quanh hết thảy hơn nữa, cẩn thận phòng ngự. Thế nhưng vào giờ phút này, tâm tình của hắn ba đông thật sự là quá kịch liệt. Năm năm tư niệm tràn đầy ở trong mỗi một góc nhỏ trong lòng của hắn. Rốt cuộc đã gặp lại người yêu, hắn còn lo lắng cái gì nữa đây? Mà cũng ngay lúc này, Đường Nhã rốt cuộc là cũng động, hai tay của nàng giơ lên đặt tại trên ngực của bối bối, giống như là khước từ sự cầm nắm của hắn đối với mình. Thế nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ám lam sắc đó chợt lóe sáng. Bối bối ngây dại, hắn chỉ cảm giác như là mình nhìn thấy hai cái vực sâu không thấy đáy. Ánh sáng lập tức bị hấp dẫn. Tiếp theo trong nháy mắt đó, chỗ ngực chợt truyền đến một cỗ lực lượng cường đại không thể nào chống đỡ. Nhất thời cả người của hắn giống như là một con diều rứt dây bay ra ngoài, máu đỏ tươi từ trong miệng của bối bối điên cuồng bắn ra. Trên khắp người của hắn cũng tràn ngập một tầng quang mang ám lam sắc, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực lượng của hắn. Ngay khi Vô Hạo hô lên câu "đại sư huynh cẩn thận", sự lên căng thất quái, những người ca cũng không đứng yên. Tương Thân Thạch là người đầu tiên xông ra bên ngoài. Đừng thấy bình thường hắn cùng bối bối đấu võ mồm với nhau mỗi ngày, nhưng trên thực tế tình cảm giống như là huynh đệ ruột. Một bước lao ra, đồng thời vuồn cũng phóng thích ra. Đáng tiếc Đường Nhã xuất thủ thật sự là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ xuất thủ với bối bối chứ. Huyền minh trì hoán của Từ Tam Thạch vẫn chậm một bước, không thể trợ thủ. Mắt thấy bối bối bị đánh bay ra bên ngoài, hắn vội vàng nhảy lên trên cao, một tay đón lấy bối bối, đồng thời quang mang đem nhánh trên người trong nháy mắt đó lan tràn toàn thân của bối bối, đối kháng những quang mang ám làm sắc đang xâm nhập vào thân thể của bối bối. Hồn lực của hai bên mới vừa tiếp xúc, sắc mặt của Từ Tam Thạch cũng hơi đổi. Hồn lực thật là cường đại, hồn lực của Tiểu Nhã lưu ở trên người của bối bối rất là dày, lại còn có một cỗ hủ thực lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Lấy tu vi Từ Tam Thạch đi đối kháng, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. May mà tu vi của bối bối cũng không thấp, sau khi bị công kích, hồn lực của bản thân cũng phóng ra bên ngoài, mạnh mẽ chống cự lại hồn lực đang xâm nhập vào cơ thể. Mà Đường Nhã chẳng quá chỉ đẩy mạnh một cái chứ không phải là công kích, chỉ là bộc phát ra một chút hồn lực rót vào trong cơ thể của hắn, cũng không phải đập vào lồng ngực của hắn. Vì vậy bối bối mặc dù trọng thương, thế nhưng xương cốt lại không có chuyện gì. "Tiểu Nhã, ngươi điên rồi à?" Từ Tam Thạch vừa chống đỡ hồn lực ám lam sắc kia, vừa hướng về Đường Nhã sống giận quát thành tiếng. Cũng ngay lúc này, mấy tên hắc y nhân đi tới trước mặt của Đường Nhã, trong đó có một gã lão giả nhìn về hướng mọi người đường môn. Thấy người này, Vũ Hào chợt chấn động, sắc mặt cũng trở nên có một chút khó chịu. Tên lão giả này hắn cũng biết, bởi vì vào mấy tháng trước, hắn đã từng hóa thành người chặn đường, chặn lại ở trên con đường Vũ Hào trở về học viện sửa đề khác. Trương Bằng, Phong Hào, Hạt Hổ Đô La, bán tả hồn sư, cường giả cấp bậc siêu cấp Đô La cấp 96. Khi cùng viện trưởng hệ Vũ Hồn Ngôn Thiểu Chiến của viện xử lý các chiến đấu một trời một, cũng không rơi vào thế hạ phong. Thế mà hắn lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn hiện ra ở bên cạnh Đường Nhã. Vậy là ý gì? Hơn nữa, mới vừa rồi khi mà Đường Nhã phóng hồn lực ra, rõ ràng là có hơi thở của tà hồn sư. Nana đứng ở phía sau lúc này sắc mặt đã tái nhợt, trong lòng của nàng chỉ có ba chữ đang không ngừng quanh quẩn: Thánh Linh Giáo. Dĩ nhiên chính là Thánh Linh Giáo. Đường môn những người còn lại lúc này cũng đến bên cạnh bối bối. Vương Đồng Nhi hai tay đặt ở trên bả vai của bối bối, rót vào quang minh lực lượng tinh khiết, phối hợp với hồn lực huyền vũ của Từ Tâm Thạch, rốt cuộc cũng đem những hơi thở ám làm sắc kia toàn bộ loại trừ ra bên ngoài. Bối bối sắc mặt tái nhợt, máu tươi chảy đầy miệng và mũi. Một kích kia của Đường Nhã không chỉ là đánh trọng thương thân thể của hắn, cũng gần như đánh nát trái tim của hắn vậy. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới 5 năm không gặp, mới vừa gặp mặt lại, trong lòng của mình thích nhất Tiểu Nhã sẽ đưa đến một phần đại lễ như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng nhìn về hướng đường môn mọi người. Hắn liếc mắt liền thấy Đường Vũ Hạo đang ngồi ở trên xe lăn, không khỏi hơi sững sờ, hai mắt híp lại thắt ra mấy phần như là đang suy nghĩ. Còn Đường Nhã thì giống như là hoàn toàn không thấy được mọi người của đường môn. Sau khi dùng song trường đánh bay bối bối, liền quay người đi ra bên ngoài. Những tên hắc ý nhân còn lại cũng đi theo nàng, thậm chí ngay cả Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng cũng vậy. Bối bối chịu đau muốn đứng lên, nhưng hiện tại hắn không thể nào đứng lên được, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, âm thanh khàn khàn kêu lên: "Tiểu Nhã." Đường Nhã cũng không có dừng bước, phảng phất dường như không thấy gì cả, tăng nhanh cước bộ rời đi. Thế nhưng mà trong hai tròng mắt giống như mất đi linh hồn của nàng, giống như có một chút cảm xúc rất khó đang dao động. Dưới sự giúp đỡ của Quý Thiệt Trần, Vũ Hạo đã ngồi trên xe lăn đi tới bên cạnh bối bối, tay phải nắm cổ tay của bối bối, thấp giọng rồi nói: "Đại sư huynh, huynh bình tĩnh một chút."
Hai tròng mắt của hắn thoáng chốc trở nên nhu hòa, tinh thần ba động trong nháy mắt đó ôm trọn đầu của bối bối, mượn hơi thở tinh thần nhu hòa của mình, hết sức đi ảnh hưởng tâm tình đang kịch liệt ba động của bối bối. Vương Đông Nhi không ngừng đem hồn lực quang minh của mình rót vào trong cơ thể của bối bối, giúp hắn tiêu trừ hồn lực do Đường Nha rót vào, nhưng hiệu quả cũng không tốt cho lắm. Mấy cái hồn lực kia vô cùng bá đạo, không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể của bối bối, mà bản thân bối bối cũng không muốn khống chế hồn lực của bản thân đi đối kháng, chỉ là một mình lực lượng cá nhân của Vương Đông Nhi có một chút như là muốn bỏ biển vậy.